Chào cả nhà ơi, ngày hôm nay Ngôn đến với chùa Phước Thảo Tụp Núp ở Sóc Trăng để tìm hiểu những câu chuyện xoay quanh. Những ngày qua thì có một số thông tin nói là ở ngôi chùa của mình là có một Phật vị Phật nổi lên. Qua đó thì Ngôn đã tìm đến ngôi chùa để mà tìm hiểu về thông tin chính xác cho ngày hôm nay. Thì đây là hiện tượng nổi lên ở khu Chánh Điện nha cả nhà. Mình thấy hai ô gạch nhô lên khoảng chừng 7 phân nha cả nhà, đội với nhau nhô lên giống như hình của một cái mái nhà. Xin chào, mình là Vinh. Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Cả nhà ơi, hiện tại thì Ngôn đang có mặt tại chùa Tụp Núp, hay còn gọi là chùa Phước Thảo ở Sóc Trăng. Tại nơi này vừa rồi có diễn ra một cái hiện tượng lạ, là từ ở dưới nền nổi lên một hiện tượng lạ, có nghĩa là gạch bị đội lên đó cả nhà. Thì vừa qua thì có một số thông tin và một số lời đồn nói là tại ngôi chùa của mình đang diễn ra một tượng Phật hay là một vật thể lạ gì nổi lên từ mặt đất. Rồi để tìm hiểu về câu chuyện và sự thật của những lời đồn thổi này thì ngày hôm nay Ngôn xin mời cả nhà mình cùng theo chân Ngôn để mà mình tìm hiểu về câu chuyện này nha cả nhà. Rồi bây giờ thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu theo dõi video ạ. Xin chào, mình là Vinh. Con xin gửi lời chào cô ạ. Thưa cô, cô cho con hỏi cô thứ mấy để con tiện xưng hô ạ? Thứ hai. Cô thứ hai ha. Thưa cô hai, trong cái khoảng thời gian vừa rồi á cô hai, thì con có nghe một số thông tin đó, nói là ở chùa mình đó, là có một hiện tượng lạ, Phật nổi lên. Tuy nhiên ngày hôm nay con tìm tới đây á, xin phép cô cho con được biết thông tin đó, là nó xảy ra hồi nào và như thế nào ạ? Cái này nó nổi gì thôi, đâu có ông thật nào liền, nghe anh ta nói vậy thôi, không có gì hết. Vậy cho thường vậy à? Thưa cô hai, tuy nhiên cái diễn biến mà nó diễn ra cô hai là bữa mùng mấy gì cô hai? Bữa mùng 4. Là lúc đó là ban đêm hay gì cô hai? 9 giờ mấy. 9 giờ, không biết 9 giờ mấy bị lẻ. 9 giờ mấy. Là bắt đầu nó xảy ra hiện tượng ra làm sao cô hai kể cho con. Nó tính đi đóng cửa nghe nó bóp, rồi ổng qua ông nói 9 giờ mấy, bị ổng đòi đồng hồ nó 9 giờ mấy. Có nghĩa là sư là tối. 9 giờ mấy tối hả cô hai? Tối. Là lúc đó là sư tính đóng cửa. Nhưng mà nghe tiếng nổ. Nghe nổ gì không biết cái gì. Ổng lại ổng thấy vậy thôi rồi đi nói ông cả lớn á, ổng lại đem bông nó che vậy luôn. Có nghĩa là đem bông lợn mà mình gào lại đừng có cho ai đi vô hay ngoài. Không cho ai đi vô. Tôi thấy vậy luôn. Thường gì không có ông thật đi lên hết. Cái gì đó. Vậy chưa lấy Phật nào lên hết. Chưa. Thấy gì thường gì thôi. Có nghĩa là dân là chỉ là lời đồn thôi. Dân đồn gì. Đồn nói là Phật nổi lên. Nhưng mà thật ra thì nó chỉ mới có hiện tượng như vậy thôi. Mà mình chưa có sao. Chưa thấy ông Phật lên. Từ bữa mùng 4 tới giờ tại sao sư cả chưa có tiến hành làm để mà tìm coi ở dưới là cái gì cô hai? Chưa nữa. Như nó để vậy coi. Là ngoài chỗ này ra còn chỗ nào nữa không cô hai? Không có chỗ này thôi. Lạ vậy thôi. Có chỗ này à. Thấy lạ quá, có mình chỗ này. Thưa cô hai, cô hai cho con hỏi là sư kể lại là tiếng nổ lớn không cô hai? Cũng lớn, nghe là bụp gì thôi. Nghe bụp vậy, ông nói không biết cái gì, ông nói tưởng cái gì cướp. Cái ông lại coi thấy nó nứt cái cục gạch á. Rồi nó thấy vậy, nó thấy lên vậy, nó cao vậy á. Nó đội lên giống như là có một cái gì dưới đó đội lên. Tối rồi, tới ngủ hết rồi, chứ tới để ngủ rồi. Như vậy là sau khi mà xảy ra hiện tượng lạ này thì người dân mình đến đông không cô hai? Đông cũng lai lai vậy thôi. Bị ra nghe nói ông Phật lên đó, ta lại coi dai dai vậy thôi. Hai ba người vậy. Thưa cô hai, ở đây là mình là Chánh Điện cái gì cô hai? trên đĩa luôn cũng không hiểu nữa. Dạ, cái này không phải mình không biết là cái gì ha. À, không biết cái gì. Dạ. Dạ thưa cô, đây là cái chùa gì cô hay nói cho tụi con biết à? Chùa Phước Thảo Tụp Núp. Dạ, chùa Phước Thảo Tụp Núp ha. Dạ, Phước Thảo Tụp Núp. Dạ. Cao lắm. Ta lại coi nó đâu có cái vậy thôi, nổi gì, yeah. Nổi cao vậy thôi, yeah. Không có gì đó. Thường. Dạ, con cũng nghe tin đồn của cô hai, yeah. Là chùa mình có Phật trỗi lên đó, yeah. Cho nên ngày hôm nay con tìm xuống tới chùa của mình, yeah. Để xác minh thông tin, xem sự thật nó như thế nào. Cái hôm qua có mấy ông ở Thì Vinh đó, ông nói nghe là mấy bà nó nói là trời ơi chùa Tụp Núp á là có ông Phật lên, giờ lại coi coi đâu có thấy lên gì đâu, lên chút xíu gì thôi, đâu có thấy ông Phật gì đâu. Dạ, mình không đào xuống thử nó có cái gì ở dưới hay cô hai ha? Chưa. Dạ. Không biết nữa. Có những đó mình không biết. Cái gì ở dưới mình đâu có dám. Dạ. Mình không dám đào. Vì là cái hiện tượng này là chưa có ai đánh giá được cái. Chưa. Cái gì hết ha cô ha? Chưa. Dạ. Giờ nó thấy vậy nó để vậy luôn. Dạ. Đâu có dám làm, không biết mình ở dưới nó không biết cái gì. Dạ, có nghĩa là mình chưa biết được nó là cái gì. Không biết cái gì. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô hai, dạ. Đã chia sẻ cho con những thông tin ạ. Dạ. Dạ, con xin gửi lời chào chú ạ. Dạ. Dạ, con chào chú. Dạ thưa chú, chú cho con xin hỏi chú thứ mấy để con tiện xưng hô ạ? Là tôi thứ hai. Dạ rồi. Dạ thưa chú hai, ngày hôm nay mấy anh em con tìm đến ngôi chùa Phước Thảo Tụp Núp của mình, để tìm hiểu về câu chuyện Phật nổi xoay quanh ngôi chùa. Hy vọng rằng ngày hôm nay con được chú hai cho con biết hiện tượng này nó diễn ra như thế nào và bắt đầu từ lúc nào. Dạ. Và là cái đó là bữa ngày chô tháng mấy là ngày đêm ngày cuối đó, yeah. Là lúc 9:30, yeah. Nó hồi lúc đầu nó là chưa có thấy gì đâu, khách và con cô bác lại thắp nhang thắp gì không có thấy vậy, yeah. Tới mà lúc 9:30 đó là nó mới nổi lên, wow. Nổi lên 9:30 đêm đó, yeah. Rồi nổi lên nó là vậy luôn đó, bây giờ nó chưa biết cái cây này là cái gì sao nữa, chứ mình chưa hiểu biết cái chỗ là nó bực lên từ đây dài tới đó luôn, rồi tới, yeah. Đó là ngưng cho nó, yeah. Ngộ hả chú hai ha? Dạ. Dạ thưa chú hai, nó có phát ra tiếng động gì lớn không chú hai? Rồi cái đêm đó là ổng Lục là ổng quản lý trong này đó, nó ổng lại tới nghe nổ nó bắp 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 chị nó lên thì ông Lục giật mình, ông chạy đi kêu ông Lục Cả đó, Lục Cũ đó, yeah. Ông gung rồi, ông gung ở đó, ông nói gung rồi mà thấy lại chạy lại là tôi 9 giờ đêm, 9:30 đêm đó là tôi lại đây tôi thấy nó lên gì rồi, yeah. Lên hồi đó hơi thấp hơn cái này gốc, yeah. Bữa nay là lên cao hơn là bữa nay hơi cao, yeah. Dạ thưa chú, có chỗ này thôi hay là còn có chỗ nào nữa không hả chú? Là không, chỗ này hơi lên chút nè, dạ. Nó có lên chút, có chỗ này nữa nè, chỗ này hơn chút ha, rồi dạ. Dài đằng kia không có, không có thấy chưa ha, dạ. Cô chú anh chị là mô lên cũng như một cái mái nhà dài ngang luôn á cô chú anh chị. Dạ thưa chú hai, ở chùa của mình đó chú hai thì có tìm hiểu nguyên nhân của nó chưa chú hai? Chưa có, chưa tìm hiểu được nữa, dạ. Hai ha. Dạ. Dạ chú hai có thể cho con được biết ở phía dưới của cái đền, cái ngôi chánh điện mình đó chú hai là làm bằng gì không chú hai? Cái đó là ở dưới đó là tôi thấy là hồi chánh điện là chỗ này chỗ cũ mà. Dạ. Chỗ này là chỗ hồi cất nhà chùa này là 400 năm rồi. Wow. Dạ. 400 năm rồi mới là hư rồi nó mới sửa lại làm lại đó. Làm lại này ủi đất trong cái này là ủi qua hết. À có nghĩa là mình ủi đất xung quanh mình dồn vô đây. Không có ủi, cái này ủi ra hết cái nền cũ đó nghe không? Dạ. Ủi ra hết rồi bắt đầu nó là làm cái đà làm cái gì ở dưới đó. Dạ. Là rồi mới xây lên cái này cũng xây, xây đủ hết đó. Xây cỡ 1,2 m á. Dạ. Cái đà ở dưới đó. Dạ. Mà là đến tới đây luôn, đến tới đây luôn. Dạ, có nghĩa là cái nền này, cái nền cũ à. Nền này là nền cũ mình giữ nền nguyên. Nền cũ là nó có ủi đất một mớ ra. Dạ. Mình đào xuống cho nó làm được sâu một chút á. Như vậy là, dạ thưa chú hai, như vậy là cái nền cũ nó cao hơn cái nền này nữa. Không cao, nó thấp hơn cái này nữa, mới nắng lên cái này thêm cho cao chút. Hồi xưa nó nhà chùa đâu có được cao đâu, đã thấp thấp không à. Dạ. Dạ. Rồi cái này nó không có cây cối, không có gì nữa, cái này chỗ nhà cũ rồi. 400 năm rồi. Có nghĩa là cái nền này là nền cũ đã 400 năm rồi. 400 năm mới làm Phước là cầu là cái gì đó, người ta kêu cái gì đó, tôi không có mấy rảnh. Là đúng 400 năm tuổi đó. Dạ. Làm mới làm Phước rồi. Dạ. Mấy tháng này à. Dạ. Dạ. Có nghĩa là bà con mình hùng tiền với nhau công đức cho chùa. Dạ. Để chùa có thể trùng tu lại ngôi chính điện này. Dạ. Dựng lại mới đó. Dạ. Nhưng mà thật sự thì cái nền là nền cũ 400 năm rồi. 400 năm rồi. Dạ. Cái này không phải làm chỗ mới, mình sợ cái cây cối gì nó ở dưới nó mọc lên cái gì nữa nha. Dạ. Cái nền cũ à, cái nó 400 năm mà. Dạ. Dạ. Dạ thưa chú hai, chú hai cho con hỏi những người dân của mình á, có một cái lời đồn là Phật nổi lên ở trong ngôi chính điện này. Tuy nhiên chú hai có cảm nghĩ như thế nào về câu nói này ạ? Nếu mà tôi thấy nó bây giờ nó là nếu mà Phật con không biết có Phật hoặc cái gì đó mình chưa biết được nghe không? Dạ. Nếu mà cho nó nổi lên thì mình thấy chùa mình thì làm ăn cũng làm ăn được lên nữa đó. Dạ. Nếu mà sụp xuống có khi nó thở nó làm cái nền nó không mấy cái này lên à. Dạ. Rồi vậy nông dân mình cũng là nghĩ nó lên rồi chắc chùa mình ngày sau nữa nổi lên nữa. Dạ. À. Dạ, có nghĩa là đây là một cái điềm báo. Dạ. Chùa mình sẽ xây dựng lên nữa. Ừ. Dạ. Bây giờ cái này đâu, bây giờ nó tính với là của cũng là chưa có dám làm gì đâu. Dạ. Dạ. Bởi vì thí dụ cái giống cái Phật đó, nghe không? Giống với mình á. Dạ. Mình đâu có biết chết bữa nào, ngày nào. Cái này cũng vậy. Dạ. Không biết lên bữa nào, ngày nào mình đâu có dám phá bỏ. Dạ. Dạ. Bởi vậy là cái này là phải mình để đây đi. Để chờ coi là nó biết sao nữa, là vài tháng, là vài năm nữa. Coi như là mình chờ cái nguyên nhân coi làm sao mình mới là dám làm lại. Dạ. Phải không chú hai ha? Dạ. 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 Có nghĩa là hiện tại thì chùa mình chưa có hướng để mà giải quyết. Dạ, chưa có. Chưa để chờ. Bây giờ giải quyết có, bây giờ nó nếu mà giải quyết con không có ai dám làm. Dạ. Người ta sợ có cái gì bí ẩn ở dưới thôi chú hai ha. Nếu mà mình làm bậy bạ sợ hãi cái mình đó, nó không. Dạ. 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 Sao nó bây giờ nó cái này là giống con người mình nó không biết chết bữa nào, ngày nào, lúc nào, cái này cũng vậy. Không biết ổng lên ngày nào, tháng nào, năm nào không biết nữa. Dạ. Mình đâu có biết được. Dạ. Dạ thưa chú hai, bây giờ là mình phải thay phiên nhau đặng mà giữ cái chỗ này hả chú hai ha? Có, ông Lục giữ. Ông Lục giữ ha? Ông Lục giữ mỗi ngày. Dạ. Lúc trước thì mình không cần giữ. Không, ông Lục là ông Lục cả là ông Lục cụ đó, ông cử một ông là giữ trong này. Dạ. Quét sạch sang chuyện ông dọn dẹp chùi ở chỗ nào có khách có gì nó lại cũng là hơi dơ gì chút cho đỉnh nó dọn nó dẹp. Dạ. Từ làm cái này rồi đó cho một ông là giữ đây luôn. Dạ. Dạ, con chân thành cảm ơn những chia sẻ của chú hai đến với con trong ngày hôm nay nha. Dạ, dạ. Cảm ơn chú hai. Dạ, con cảm ơn chú hai nhiều lắm. Dạ, con xin gửi lời chào sư ạ. Chào sư. Dạ, thưa sư, ngày hôm nay mấy anh em con tìm đến ngôi chùa cũng vì một số thông tin trong thời gian qua được người dân cho biết là ở chùa mình có xảy ra một hiện tượng lạ. Hy vọng rằng ngày hôm nay con được sư chia sẻ cho con để biết được về câu chuyện ngày hôm đó ạ. Thì chuyện nhà bà như gạch nổi đó, thường kêu là gạch nổi trên chánh điện. Thì mỗi đêm mà cho năm lễ của dân tộc Khmer, đêm cho năm thì sư lên quét trên chánh điện này. Khoảng cỡ 9 giờ mấy, khoảng 9 giờ mấy thì sư lên quét thì cũng bình thường à. Cái trên thì bình thường thì sư bật qua cái thùng điện đã đẳng á. Dạ. Thì ra quay ra thấy cái trên nó nổi, gạch trên nó nổi lên, thì ra mới thấy cái kỳ lạ vậy. Dạ. À. Dạ thưa sư, nhưng mà trong lúc nó nổi lên như vậy sư, nó có tạo cái tiếng động gì nhiều không sư? Thì tạo cái lúc nổi lên này cái sư Nhật Bình, thì bước chân qua đây thì đập cái chỗ cái nó mô đặt, nó mô lên á, mô lên cái cột. Sư Giật Mình nhìn qua cái chỗ tường thấy nó nguyên lần luôn, ra nó mới Giật Mình đi kêu sư cả lại. Dạ. À. Dạ thưa sư, sư có thể cho con được biết á, là cái hướng mà xử lý về cái hiện tượng lạ này sư, thì sư cả có ra cái hướng xử lý chứ hả? Thì cũng Phật tử các cũng có hỏi, nhưng mà sư cả nói chưa biết, cho nhiều khi Phật tử gần xa chưa biết á, thì cho nhìn cho biết thì thấy nó hơi kỳ lạ, trên chánh điện có nổi lên vậy nó thấy kỳ lạ, thì để cho Phật tử biết, cũng tính ra vài bữa nó cũng gì đó, nếu mà có Phật nổi thì ấy, không có thì cũng đào lên sửa lên nè. Dạ, có nghĩa là hướng xử lý của mình là được sư cả cho biết là để khoảng vài bữa nữa thì mình sẽ tiến hành đào lên. Dạ, đào lên để xem nếu mà không có hiện tượng lạ gì thì mình sẽ sửa lại. Sửa lại, nếu có hiện tượng thì cũng hơn. Dạ. Dạ thưa sư, con được sư cho con biết á, là hiện tượng lạ này nó diễn ra vào lúc mà khoảng 9 giờ tối á sư. 9 giờ tối, còn dạ. Cỡ 9 giờ, khoảng 9 giờ rưỡi. Dạ, nếu mà ban đêm mà nó xảy ra như vậy mình hết hồn không sư? Giật mình lên cười mông ở chính điện nữa, thì ra mấy sư kia xuống hết trơn rồi, còn có mình anh sư rồi. Dạ. Ra Giật Mình. Nó thấy kỳ lạ, thì thường quét ở đây hoài, buổi chiều với buổi tối, tối cỡ 4 giờ rưỡi là lên quét rồi là tụng kinh. Dạ. Dạ thưa sư, theo như con được tìm hiểu của sư thì cái nền của mình đó sư, từ cách mặt đất lên là khoảng 3 mét. Tuy nhiên con không biết cái nền này là đã lâu chưa hay là mới đây hả sư? Thì trên điện này từ Thánh Thành lên là 10 năm mới đó, 10 năm chắc. Có nghĩa là trong cái lúc mình đào mình đổ đất lên, vô đào sư? Lên làm lễ Khánh Thành Sima là 10 năm rồi, từ đó qua đây là 10 năm rồi. Dạ thưa sư, ý con muốn hỏi là có nghĩa là cái nền cũ nó đã cao như vậy. Nền cũ làm chắc lắm, lấy mấy ông cũ lại coi đây làm chắc lắm. Khi mình bơm cát vô mà cát nước á, bơm dễ dữ lắm, rồi bỏ mất mấy năm nữa mới làm cái nền này lại, cái tráng lót cái gạch này lại. Dạ. Có nghĩa là nền cũ mình đã chắc lắm rồi. Chắc lắm, làm chắc. Dạ, nhưng mà hiện trạng từ ban đầu là nó vẫn là cái nền như vậy, mình không có đào lên. Không có đào lên. Dạ. Dạ, nhưng mà từ đây sắp tới thì sẽ có một cái gọi là đào lên để tìm hiểu coi. Tìm hiểu có gì sự cố gì không? Còn không có thì cũng chán lên sửa lại. Dạ thưa sư, con thấy những cái bông xung quanh đó sư, hy vọng rằng sư có thể chia sẻ cho con được biết nó mang ý nghĩa gì ạ? Ý nghĩa là biết sao nhiều khi Phật tử lên cái điện đồ mà đốt nhang á, nhiều khi không biết cái sư cả để cho lấy cái bông để cho xung quanh, đừng cho Phật tử vô trong, sợ nguy hiểm, rồi thì thấy cái gạch nó mô lên vậy đó, sợ mấy Phật tử vô không biết, thì ra mới để bông xung quanh bao vây đừng cho Phật tử vô. Dạ thưa sư, sẵn trong ngày hôm nay luôn, con cũng hy vọng rằng sư có thể giải cho con một cái câu này, có nghĩa là trong khoảng thời gian vừa qua có rất là nhiều quý Phật tử gần xa nói là ở chùa Phước Thảo Tụp Núp của mình là có một vị Phật nổi lên từ ở dưới lòng đất nổi lên ngay chánh điện. Hy vọng rằng sư có thể chia sẻ cho con biết về cảm nhận này. Thì cái đó theo Phật tử người ta đồn vậy chứ thật ra chưa có thấy, chỉ có thấy cái lên gạch gì thôi, mô lên gì thôi. Dạ. Cái Phật thể thì chưa có thấy. Dạ. Chưa thấy Phật nổi lên nha. Chỉ có thấy ảo tưởng gì thôi. Chứ cái Phật ra bác Phật tử mà người Phật tử tính sao đó. Còn sư thì chưa có nói. Dạ, có nghĩa là chỉ là do Phật tử tự đồng thổi thôi. Còn sư thì ở chùa mình thì không hề khẳng định rằng Phật nói. Dạ, con cũng chân thành cảm ơn sư đã chia sẻ cho con những thông tin trong ngày hôm nay. Con xin chúc cho sư có thật là nhiều sức khỏe và bình an mỗi ngày. Chúc cho mấy anh em làm chuyện rất tốt. Dạ rồi, con chân thành cảm ơn sư. Cảm ơn sư nhiều nha. Dạ cả nhà ơi, thì ở đây là phía bên ngoài của chánh điện nha cả nhà. Dạ, thì độ cao của chánh điện cả nhà thấy là nó có thể cao trên 2,5 m, 3 m. Dạ, có nghĩa là từ ở nền đất sự thật ban đầu thì nó thấp hơn là cái nền ở trong chánh điện là tới khoảng 2,5 m, 3 m đó cả nhà. Dạ đây, nó phải lên rất là nhiều bậc thang. để có thể vào được chánh điện ạ. Một câu chuyện rất là kỳ lạ như thế nha. Giờ đây cả nhà thấy là mình đi lên khá là cao để mà đến được chánh điện, nơi xảy ra hiện tượng lạ. Dạ đó. Dạ. Thì ở phía dưới của chánh điện, phía dưới của nơi xảy ra hiện tượng lạ, đến bây giờ thì mình cũng vẫn chưa xác định được nó có thể có vật thể lạ ở dưới hay không, hoặc là nó đang diễn ra hiện tượng gì thì mình chưa được biết nha cả nhà. Dạ rồi cả nhà ơi, vừa rồi là những thông tin xoay quanh hiện tượng lạ diễn ra ở chánh điện của ngôi chùa Tụp Núp, hay còn gọi là chùa Phước Thảo ở Sóc Trăng. Dạ rồi, bây giờ thì Ngôn xin mời cả nhà mình cùng tham quan một vòng ngôi chùa luôn nha cả nhà. Dạ rồi. Dạ rồi cả nhà ơi, vừa rồi là lời giải cho câu chuyện đồng hỏi xoay quanh 2-3 ngày nay tại ngôi chùa Phước Thảo Tụp Núp của Sóc Trăng, là một vật thể lạ hay là một tượng Phật nổi lên ngay chánh điện của chùa. Thì qua video vừa rồi thì đã được một người cô cùng với một người chú và một vị sư ở chùa đã giải thích cho cả nhà mình trong ngày hôm nay. Dạ rồi, đến đây Ngôn xin phép được kết thúc video và hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn nha. Ngôn xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại ở video kế tiếp ạ.